nhưng lại hay gặp nhất trên cây cõi trần ai này. Sau khi thăm nhà của người phụ nữ ấy, khi bước ra ngoài mặt trời đã đứng bóng, chúng tôi về lại chùa Bửu Lâm ăn trưa, nghỉ ngơi chốc lát, để rồi buổi chiều còn đi tiếp tục. Thân phận bọt bèo Phần 7. Chúng tôi đến thăm nhà của bà cụ này. Căn nhà đã bị cơn bão số 9 hồi cuối năm 2007 làm cho tốc mái. Đến bây giờ, bà lão ấy vẫn không làm sao sửa lại được cái mái nhà. Bảo bây giờ mình ta không có giúp tiền mà. Có là nhà sao? Nhà trước không giúp hả? Nhà trước cũng bị 5 tấm mà cũng đâu có giúp đâu. Có tăng dở 5 tấm rồi. Ủa có ai tới cứu trợ không? Không có ai cứu trợ hả? Tới nay chưa sửa nhà nữa. Thôi cô ở vậy cho nó mát đi. Chúng tôi đi trong những con hẻm nhỏ, chỉ đủ cho người đi bộ. Đã vậy, nó cũng vừa là đường rãnh thoát nước cho những căn nhà chung quanh đây thảy ra. Vừa đi, chúng tôi lại phải vừa tránh cái đường nước chảy. Quanh qua quẹo lại, chúng tôi đi theo sự hướng dẫn của người dân địa phương, đến những gia đình mà người ta giới thiệu cho chúng tôi biết, đó là những gia đình nghèo, đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vào những nơi này, chúng tôi mới thấy thế giới dường như là chật hẹp, bầu trời như co nhỏ lại. Những gia đình nào nghèo thì họ vừa thiếu thốn bạc tiền, thiếu cơm ăn áo mặc, mà cũng vừa thiếu cả cái không gian để ngắm nhìn. Chúng tôi đến thăm căn nhà của người phụ nữ này. Căn nhà được bao bọc và chắp vá bởi những tấm tôn đã rỉ sét, trong nó cũng nghèo nàn và khiêm tốn, chen chân đứng cùng những căn nhà khác ở một góc của cái xóm nghèo. Cứ thăm một gia đình thì chúng tôi lại tiếp tục đi loan quanh từ con hẻm này sang con hẻm khác. Trong khu vực này có rất nhiều người nghèo, nhưng người ta chỉ đưa chúng tôi đến những gia đình mà họ cho là nghèo khó nhất. Chúng tôi đến căn nhà của bà lão này, trong nó lụp xụp và tiêu điều, nằm co ro chen lẫn cùng với những căn nhà khác. Khi vào bên trong căn nhà, nó thấp lè tè, vách phên lũng nát. Những cọng lá được kết lại làm thành bức vách, một số đã bị rớt mất, tạo thành một lỗ hổng to tướng. Chung quanh nhà chỗ hở chỗ lưa thưa, tạo thành một bức tranh nhà nghèo trông thấy mà thảm hại. Cào cột trong nhà, cái thì gãy đôi, cái thì đã mục. Nó không giống là một căn nhà, nó chỉ trông giống như một cái chòi. Tệ hơn nữa, nó là một cái chòi lụp xụp và siêu vẹo, nhưng người ta đã gọi nó là một căn nhà vì nó là nơi che nắng che mưa, là nơi ăn chốn ở của gia đình họ. Sau khi tặng cho bà lão ít tiền, ít thuốc, trong lòng tôi suy nghĩ nhiều về cái căn nhà cũ mục và rách nát này. Tôi đứng rờ rẫm cái cây xà ngang đã gãy đôi mà không biết khi nào thì nó sụp xuống. Nếu không nhờ những căn nhà chung quanh che chắn, căn nhà này chắc là không chịu nổi những cơn gió biển cứ ào ạt thổi vào. Một cây xà ngang khác, nó chỉ cao hơn cái vai của tôi một chút. Nếu đi qua đây mà không để ý, sẽ bị nó chắn ngang cần cổ. Muốn đi vào cái nhà này, tôi phải khom người mới qua được nó. Một cây cột đã mục, đứng gồng mình chịu đựng cho cái mái nhà. Trên bàn thờ, đứa con trai bị bệnh tim, do không có tiền chữa trị cho nên đành chịu chết.
Người ta cũng đã đưa chúng tôi đến thăm một đứa trẻ bị bệnh tâm thần. Mẹ của nó phải xích chân nó lại vì nó hay phá phách người khác và đồ đạc trong nhà. Nó hình như phế độc liên tục và không hề ngồi yên một chỗ. Sau khi tặng một ít tiền để phụ với bà mẹ ấy nuôi đứa con bệnh tâm thần, chúng tôi đi tiếp tục. Đường đi vẫn quanh co trong những con hẻm nhỏ và chật chội. Theo sự giới thiệu của người dân địa phương, chúng tôi đến thăm gia đình của người phụ nữ đang ở trọ trong một cái trại cá. Khi đến cái trại cá, trông thấy cái trại cũng khá là tồi tệ và lúc nào như cũng có cái mùi cá quanh đây. Gia đình cô ấy đang mướn một phần nhỏ của cái trại này để ở. Nhưng cái trại này cũng đang bị người ta đòi lại. Cô ấy không biết phải đi đâu, nên khẩn khoản xin người chủ cái trại này cho gia đình cô ấy ở lại thêm ít lâu nữa. Người chủ cái trại này thấy vậy cũng đành phải để cho gia đình cô ấy ở lại vài tháng nữa. Chờ khi nào gia đình cô ấy có chỗ ở mới thì sẽ dọn đi. Thế nhưng đã mấy tháng trôi qua rồi mà gia đình cô ấy vẫn không có chỗ nào để dọn đi nơi khác. Người phụ nữ này cũng cho chúng tôi biết cách đó không xa là căn nhà của họ đã bị nước cuốn lở hết cái nền nhà. Gia đình nghèo quá nên họ không có tiền sửa lại. Sau khi tặng cho họ một ít tiền, chúng tôi đến bờ biển để thăm căn nhà của người phụ nữ ấy. Khi đến đây, chúng tôi thấy căn nhà gần như là đã nát bét. Vì cái nền nhà của họ bị nước cuốn trôi, cho nên họ đã đem đá tảng đổ đầy lên cái nền nhà, khiến cho nó trở thành gồ ghề lõm chõm. Cứ như thế này, không biết làm sao mà họ có thể làm được cái nền nhà cho nó bằng phẳng đàng hoàng. Chồng của người phụ nữ này đi biển đánh cá phụ với người ta. Kiếm được đồng tiền nào thì cũng đã mua cơm mua gạo cho gia đình và tiêu xài lặt vặt hết đồng tiền ấy. Niềm mơ ước của họ bây giờ là làm sao cất lại được căn nhà. Nhưng mơ ước đã cùng với căn nhà cứ mục nát theo thời gian mà vẫn không thể nào làm nổi. Tôi vào bên trong quan sát căn nhà. Nó thật sự rách tả tơi như cái áo cũ rách. Một cái than tre rã mục bắt lên một cái bàn thờ đã lạnh lẽo tiêu điều. Cái nền nhà ngày xưa chỉ tráng có một lớp xi măng mỏng, nay nó đã bể nát. Một cái màn màu hồng che ngang cái cửa đi ra sau bếp, đang sụ mặt buồn hiu vì lâu rồi chẳng có ai sờ tới nó. Cái nền nhà thì lõm cõm đá cục, không thể nào kê lên được một cái ghế để ngồi. Cái vách nhà thì chỗ lũng chỗ mục, đứng bên trong nhưng có thể thấy được từng cơn sóng biển ở ngoài kia. Sóng biển cứ rì rào suốt tháng quanh năm, bên căn nhà hằng ngày cứ đứng âm thầm tủi phận. Bước ra khỏi căn nhà ấy, tôi suy nghĩ giây lâu, chắc là tôi phải làm thêm cái gì nữa để giúp đỡ cho họ trong lúc gia đình của họ đang ở trong cảnh khốn khổ như bây giờ. Đứng trên những cục đá gồ ghề, nhìn chung quanh cái xóm nghèo bên cạnh cái biển nước mênh mông, từng cơn sóng biển cứ vỗ vào bờ không ngớt, giống như những nỗi khổ nhọc của người đời không có lúc nào được tạm dừng. Đến thăm căn nhà của người phụ nữ này, phần trên của căn nhà cô ấy đã bị cơn bão hồi cuối năm ngoái cuốn đi. Bây giờ nó chỉ còn lại có cái nền. Cái nền nhà theo thời gian dãi nắng dầm sương, chờ đợi lâu rồi mà chủ của nó vẫn chưa dựng lại cái mái nhà như trước. Cái xóm nghèo ở bờ biển Long Hải này, chúng tôi đã đến lần này là lần thứ ba. Nhiều người dân ở đây đã biết mặt chúng tôi. Khi chúng tôi đến thì họ biết ngay là chúng tôi đi làm từ thiện. Đến thăm người đàn ông này, bị tai biến mạch máu não, liệt hết một bên tay, bây giờ không làm gì được hết. Người đàn ông cục hết một giò, từng bước đi trên nền cát bụi, nhưng chỉ in dấu lại có một bàn chân.